Vâng, em xin chào các bác nhé. Đấy. Bác nào đang kiếm cái con X7A mà có đọc cả CD thì con này nó đáp ứng được cái nhu cầu được các bác nhé. Đấy. Đây, như các bác thấy là em đang test CD thì vẫn đọc bình thường đấy nhá. Đấy. Con X7A này. À, con này hàng về thì như các anh có thể thấy ở đây là đấy, mặt mũi các thứ của nó này. Còn đẹp này. Đấy, vỏ viết ok luôn này. Con này nó sẽ có cả cổng in và cổng out đủ hết, được cả quang in quang out nha. Quang in để cắm làm giải mã và quang out để có thể đưa tín hiệu xuống dưới âm đi to hơn để làm để truyền tín hiệu giải mã xuống một con khác nữa nhá. Con này thì là hàng made in Japan, điện 100V này và công suất 48W nhá. Đấy, được chưa? Như các anh thấy là CD vẫn đang đọc bình thường nhá. Nhưng mà em cũng xin lưu ý là ở đây là CD em test thêm, em không bảo hành cái mắt CD ở đâu. Thì cái này nói chung là nó cũng là hàng đã dùng rồi. Mắt nó đã có sự khấu hao nhất định rồi. Đấy, nên là nói gì thì nói thì nó cũng có tuổi thọ rồi. Thì cũng chả biết là bao giờ nó chết. Đấy, nó thật thà là như vậy luôn. Đấy, cũng chả biết bao giờ nó chết. Thì em cũng chỉ biết là em test ở lên đây là em thấy là CD còn đọc. Đấy thì em báo lại các anh là CD còn đọc. Đấy. Và các anh nào ai cần CD đọc thì có thể lấy những con này về để chơi nha. Để khi nào hỏng thì khi nào nó mắt nó chết thì các bác mang đi thay mắt mới sau nha. Còn bây giờ mắt zin của nó vẫn còn đây thì mình cứ dùng mắt zin của nó thôi nha. Đấy. Đấy nha. Được chưa? Đấy, lấy bài ở đây nha, coi nhà này lấy bài ở đây nha. Đấy, ok này. CD chạy nha. Đấy, ra vào ok này. Đấy thì con này thì để kết nối điện thoại máy tính thì anh ấn bút ở đây nha, mà chuyển nó sang đường vào là đường line này, nó sẽ là đường điện thoại máy tính này. Đấy. Còn cái nguồn quang hôm nay thì em xin phép thôi, em test nó sau, khi nào có anh mua hàng em sẽ bàn giao sau nhé. Ở đây thì em cũng sắp có việc phải đi rồi, em test nó nhanh thôi. Các bác ở đây là chức năng CD và chức năng cắm điện thoại, và để các bác thấy là công suất vẫn sống bình thường nhé. Đấy. Được chưa? Đấy. Anh còn nợ em. Dòng này màn hình xanh rất nhiều anh thích này. Và đặc biệt nó là công nghệ DNA Link 2 đó, công nghệ giải mã thế hệ 2. Đấy, chỉ những cái đầu A hay có thế hệ 2 này nhá. Cái đầu A này nó đều sẽ là cái thế hệ giải mã DNA Link 2 này thì nó sẽ hay hơn DNA Link trơn nhá. Thế 1. Đấy. Như con X7A thì các anh thấy tiếng nó oanh, nó rất là đầm tiếng đúng không? Đầm tiếng và tiếng nó rất là mềm. Đấy. Nhớ ngày nào về thăm đồi xin tin với người mình. Đấy nha, ok nha. Đấy, thì nên nhanh cho mấy bác đang hỏi em có X7A nha, không có bác hỏi cứ dục em suốt, em cũng phải em sốt ruột quát em cứ quay lên đây nha. Đấy. X7A này thì giá của nó là 1.250.000, để bác nào mua liên hệ cho bên em nha, CD có đọc. Đấy, ok, em xin kết thúc video ở đây, xin gặp lại các anh ở những video tiếp theo của bên em nhé. Vâng.